Chồng đưa vợ sexy đi biển nghỉ dưỡng. Lúc này, Sam đã thoa kem chống nắng và định đi bơi một mình. Nhưng điều kỳ lạ là trước khi đi, anh ta đã lén nhét điện thoại di động vào trong túi quần. Cứ như thế, chồng nhảy xuống nước và không bao giờ lên nữa. Trong chớp mắt, 2 giờ sau, vợ đang tắm nắng, đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh của một cặp vợ chồng trẻ đang chơi đùa. Lúc này cô chợt nhận ra, tại sao lâu rồi chồng vẫn chưa lên bờ. Đôi vợ chồng trẻ cũng bày tỏ khoảng thời gian này, thấy cô ấy là người duy nhất ở đây. Vì vậy, Hina đột nhiên cảm thấy không ổn, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm số của chồng. Vui lòng để lại tin nhắn sau khi nghe tiếng bíp, thấy điện thoại không có ai trả lời. Một linh cảm chẳng lành chợt hiện lên trong đầu, vì cô lo chồng mình bơi không giỏi có thể bị chết đuối. Sau đó Mina đi thu dọn đồ đạc đi, vội chạy đến trung tâm cứu hộ ngay lập tức, tất mong được sự giúp đỡ của họ. Và sau khi nhận được yêu cầu của Mina, lực lượng cứu hộ ngay lập tức tổ chức đông đảo người triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Nhưng vòng quanh khu vực này nhiều lần liên tiếp, vẫn không có dấu vết nào của Sam được tìm thấy. Trong tuyệt vọng, Mina không còn cách nào khác là gọi cảnh sát. Ai có thể nghĩ được cảnh sát hành động cực kỳ bình tĩnh sau khi nghe điều này. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, người chồng có thể đã cố tình trốn tránh hôn nhân hoặc nợ nần. Có lẽ sau một thời gian anh ấy sẽ chủ động quay lại. Nhưng đã bị Mina trực tiếp phản bác ngay tại chỗ. Cô nói rằng cô và chồng đã luôn ân ái yêu thương nhau suốt 5 năm qua. Còn bản thân Sam vẫn đang làm công việc lương cao ở một công ty niêm yết. Vì vậy lý do này căn bản không còn tồn tại. Nghi vấn duy nhất là lúc đó điện thoại di động của người chồng không có ở hiện trường. Chồng cô lẽ nào đi bơi với chiếc điện thoại di động sao? Vốn tưởng sau khi trình báo sẽ có tin mất tích của chồng ngay, Mina lúc này im lặng ở bãi biển, mong chờ sự trở lại của Sam. Nhưng chờ đợi này kéo dài suốt 6 tháng. Cuối cùng, Mina không thể đợi điều kỳ diệu xuất hiện. Lúc này cô không thể không tin rằng sự thật phũ phàng, có lẽ người chồng đã chết đuối, trở lại trường đại học và tiếp tục đảm nhận công việc giáo sư. Dù Mina không chắc chồng mình còn sống hay đã chết, nhưng tình cảm nồng ấm khiến cô luôn duy trì ảo tưởng lạc quan. Và ngay khi cô ấy đang xem đoạn video tuyệt đẹp về cuộc hôn nhân của mình với Sam, Mina vô tình để ý thấy người phụ nữ lạ luôn xuất hiện bên cạnh chồng mình. Không thể nói, hành vi của hai người có vẻ có chút thân mật, nhưng tuyệt đối không giống như một mối quan hệ bình thường. Lẽ nào? Mina hoài nghi tìm người bạn thân nhất của mình vào đêm hôm đó, muốn để cô ấy xem liệu cô ấy có nhận ra người phụ nữ mặc đồ đỏ với thân hình tuyệt vời này không. Kết quả là người bạn thân nhất nhìn thấy và nói rằng cô ấy là trợ lý tại công ty của Sam. Mối quan hệ thân thiết như vậy chẳng phải là điều bình thường sao? Và an ủi cô rằng sự biến mất đột ngột của chồng cô chắc hẳn đã khiến cô quá nhạy cảm. Lúc đầu, Mina nghĩ mình lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, khi cô ấy đến ngân hàng vào ngày hôm sau, muốn rút số dư trong tài khoản Sam với lý do chồng đã mất tích, người quản lý tài khoản đã trực tiếp nói với cô rằng sẽ không thể thực hiện nếu chủ tài khoản không có mặt. Hơn nữa, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút hết. Làm sao có thể? Việc đó đã xảy ra khi nào? Ngay 6 tháng trước, Mina đã không thể bình tĩnh được một lúc lâu sau khi nghe điều này. Đó chẳng phải là thời điểm trước khi chồng biến mất sao? Lẽ nào tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Kết quả là Mina vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bất an lẫn lộn. Cảnh sát bất ngờ gọi cho cô vào buổi tối. Đó là những gì họ vớt được từ biển. Một cơ thể ngâm nước có đặc điểm giống như Sam. Gia đình cần phải đến nhà xác càng sớm càng tốt để xác nhận. Không khó để nhận ra tâm trạng của Mina lúc này vừa hoảng sợ vừa mong đợi. Nhưng rất may cảnh tượng đáng lo ngại nhất đã không xảy ra. Người bị nạn không phải là chồng của mình. Như vậy Sam vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng sau đó viên cảnh sát đã dội một chậu nước lạnh lên đầu cô. Trước đây có một cặp đôi cũng đã đến nghỉ dưỡng, nhưng 3 ngày sau vợ biến mất. Sau khi điều tra thì phát hiện cô lên du thuyền của người đàn ông bên cạnh và bỏ trốn. Rõ ràng, đây là một gợi ý. Trong chốc lát, cọng rơm cuối cùng trong lòng Mina đã bị nghiền nát. Bởi vì những nghi ngờ cho thấy rằng sự biến mất của Sam có thể liên quan đến cô trợ lý nhỏ bé đó. Vì vậy Mina vội vã tìm đồng nghiệp của Sam ngay khi bình minh, hy vọng có thể tìm hiểu một số thông tin về phụ nữ từ anh ấy. Rất nhanh hỏi thăm được tên trợ lý là Anna, nhưng trước khi Sam biến mất, cô đã xin nghỉ việc và chuyển sang công ty khác. Có vẻ như công ty có vấn đề gì đó về khoản nợ vay nên cố tình tránh đi. Và manh mối này cũng khiến Mina càng tin chắc rằng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vì vậy sau khi trở về nhà, cô ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin cá nhân của Anna trên mạng và đã thành công tìm được địa chỉ công ty mới nơi cô ấy đang làm việc. Nhưng ngày hôm sau, trong khi Mina đang giảng bài và suy nghĩ làm thế nào để điều tra, cô kinh ngạc phát hiện chàng trai ấm áp từng giúp cô làm nhân viên cứu hộ trên biển. Bây giờ anh ấy đã trở thành học trò của mình, và sau khi gặp nhau 6 tháng trước, anh chàng này có vẻ đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thỉnh thoảng sẽ chủ động dù biết hoa đã có chủ, nhưng lại muốn sới đất lên. Nhưng rõ ràng vừa mất chồng, đối với Mina, người vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau buồn. Cô ấy không thể chấp nhận việc đối phương theo đuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Xin hãy hiểu cảm giác của tôi. Nhưng bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn, Doris vẫn không lựa chọn từ bỏ. Thay vào đó áp dụng chân lý lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trực tiếp dũng cảm tiến về phía trước và bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn. Có lẽ Mina cuối cùng trước sự chân thành của đối phương đã bị lay động.
Vì vậy, dưới sự theo đuổi của Doris, Tina đi cùng anh đến triển lãm nghệ thuật. Không ngờ trong khoảng thời gian này cô vô tình phát hiện ra rằng trợ lý Anna cũng đến đó. Và vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bên kia dường như cũng nhận thấy sự hiện diện của Mina. Kết quả là, trước khi cô kịp bước tới truy hỏi sự mất tích của chồng cô có liên quan đến cô ấy không? Giây tiếp theo, Anna đột nhiên nhanh chóng biến mất trong đám đông. Sau khi trải qua cuộc gặp gỡ này, sự xuất hiện của Anna hoàn toàn in đậm trong tâm trí Mina. Thế là cô trằn trọc mãi không ngủ được, mở lại thư mục trên máy tính của chồng. Trời ơi, không xem thì không biết. Sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt đầy thù địch đó rõ ràng là hình dáng của một tình địch. Lúc này Mina mới trầm ngâm nhận ra rằng có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã phát triển ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, cô ấy lục bên trong túi của chồng và tìm thấy một tờ biên lai có mệnh giá 100.000 đô. Chiếc vòng cổ ở trên đó giống hệt chiếc vòng cổ mà Anna đeo. Lúc này, việc chồng mất tích cuối cùng cũng có chút manh mối. Có lẽ như cảnh sát đã nói, tất cả những điều này chỉ là một cái bẫy được Sam và Anna cố tình dàn dựng dành cho cô. Vì vậy, để nhanh chóng điều tra sự thật càng sớm càng tốt, Mina lập tức nhanh chóng tìm đến người theo đuổi mình là Doris. Bà nói mọi nghi vấn mà mình đã điều tra ra. Ôi chú ơi, em không nghĩ là anh ta đã chết đuối, mà là cố ý biến mất phải không? Đây là lý do tại sao em đến tìm anh, hãy giúp em cùng nhau điều tra sự thật bằng mọi giá. Sau đó hai người đến trước công ty mới của Anna canh bên ngoài. Quả nhiên, một lúc sau họ đợi được mục tiêu xuất hiện. Ra rồi. Đâu, cô gái mặc áo khoác đỏ. Chỉ thấy sau khi lặng lẽ đi theo xe một lúc, Anna đỗ xe và bước vào hiệu thuốc. Bởi vì lo lắng sự xuất hiện của Mina sẽ bị đối phương phát hiện, vì vậy Doris quyết định một mình đi tìm hiểu. Phát hiện ra cô đã mua 3 hộp ống tiêm và một số loại thuốc chống viêm. Sau đó, trực tiếp lái xe thẳng đến một biệt thự hẻo lánh ở vùng nông thôn. Đó là nhà của cô ấy. Tôi thấy khi cô ấy bước vào, cửa sổ không có ánh đèn. Trong nhà chắc không có ai khác. Và để tránh đánh rắn động cỏ, Doris quyết định ngày mai tìm cơ hội khác xem mình có thể vào bên trong hay không. Cứ như thế, chớp mắt đã đến sáng ngày hôm sau. Doris trước tiên cố ý đậu xe gần biệt thự, sau đó xả khí chân không trong lốp ra, lấy lốp dự phòng ra để ngụy tạo đang thay lốp xe. Và sau khi tất cả việc này được thực hiện, Doris dứt khoát bấm chuông cửa nhà Anna, người đang ở nhà vào cuối tuần. Xin lỗi tương đương, xe của tôi bị hỏng và tôi cần thay lốp. Tôi có thể mượn cái kích được không? Được rồi, đợi chị một lát nhé. Không khó để nhận ra sự cảnh giác của Anna thực sự không tầm thường. Ngay cả Doris cầm kích rời đi,